nơi nhập sầu riêng, đông lạnh, uy tín chất lượng, không lo ngại giá. Là ở đâu vậy mọi người? Ở đây, tại Trái Cây Cười nha mọi người. Tại Trái Cây Cười, sầu riêng đông lạnh được chia làm nhiều loại. Đây là cơm sầu riêng túi 1kg, chia ra loại làm bánh, làm chè, làm sinh tố. Đây là cơm sầu riêng túi định lượng 100g, cơm sầu riêng ri sáo, sầu riêng Thái túi 1kg và các loại nguyên muối. Cơm sầu riêng tại Trái Cây Cười có nguyên chất không mọi người? Mọi người yên tâm nha, sầu riêng đông lạnh tại Trái Cây Cười 100% thành phần từ sầu riêng. Thành phần gồm có là sầu riêng hạt nè, sầu riêng ri sáo và sầu riêng Thái. Sơ chế thủ công, bóc tách cơm, đóng gói và cấp đông, nên cơm sầu riêng vẫn giữ được vị thơm nồng đặc trưng của sầu. Giá thì như thế nào? Giá chỉ từ 80 đến 100 ngàn trên 1kg. Có cung cấp sỉ toàn quốc và cung cấp quanh năm nha mọi người.